Cô chào cả lớp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 148 và giao bài của buổi số 149. Và chúng ta tiếp tục học về những cái giới từ. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về giới từ ở trên, đó là giới từ on. Vì câu ví dụ chúng ta có The bakery is on Main Street. Và bây giờ mình sẽ đến với 5 câu chữa bài của bài học ngày hôm nay. Câu 1. Cái cặp sách ở trên bàn. Các bạn comment đáp án cho cô nhé. Câu 1 rất là dễ đúng không ạ? Và 5 câu trong bài học này rất là dễ thôi. Chúng ta gặp với cái giới từ on, giới từ rất là hay gặp. Nào các bạn comment đáp án nào. Cái cặp sách ở trên bàn. Vậy chúng ta có chủ ngữ cái cặp sách sẽ là the backpack. The backpack is on the table. Quá dễ đúng không ạ? The backpack is on the table. Đó, các bạn chữa bài giúp cô nhé. Bài nào sai các bạn chữa vào giúp cô. Câu 2. Cái bút ở trên hộp bút. Quá dễ đúng không ạ? Các bạn comment đáp án nhé. Vậy chúng ta có the pen is on the pencil case. The pen is on the pencil case. The pen is on the pencil case. Câu 3. Cái đồng hồ ở trên tường. Các bạn lại comment đáp án nào.
Vậy ta có the clock is on the world. The clock is on the world. Bạn nào cho chữa được thì các bạn chữa bài sẽ cô nhé. Câu 4. Cái bình hoa ở trên cầu thang. Các bạn hãy comment đáp án nào. Cái bình hoa ở trên cầu thang. Vậy ta có the flower pot is on the stairs. The flower pot is on the stairs. Cái bình hoa là the flower pot is on the stairs. Câu 5. Cái máy tính ở trên sàn nhà. Vậy ta có the computer is on the floor. Computer is on the floor. Bây giờ các bạn sẽ có thời gian để xem lại cả 5 câu chữa bài nhé.
Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua phần bài tập nâng cao của buổi học ngày hôm nay. Trong phần bài tập nâng cao này, chúng ta sẽ có 10 câu trắc nghiệm. Yêu cầu các bạn sẽ chọn giới từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Thế nhưng bây giờ mình sẽ có thời gian làm bài và sau đó thì mình sẽ chữa bài nhé. Rồi, vậy thời gian suy nghĩ đã hết, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài. Câu 1. I eat home with my family. Các bạn thấy rằng là với cái giới từ là ở nhà, chúng ta sẽ dùng với giới từ gì ạ? At home, đúng không ạ? At home with my family. Câu 2. May comes April. Tháng 5 thì đến ngay sau tháng 4, đúng không ạ? Thì đến ngay đằng sau thì chúng ta sẽ có giới từ ở đằng sau là after. May comes after April. Câu 3. There is a clock, the world in clocks. Các bạn vừa gặp câu này xong, đúng không ạ? Có một cái đồng hồ ở trên tường. Vậy there is a clock on the world in clocks. Câu 4. Where is Susan? She is eating. Susan đâu rồi? Anh ấy, cô ấy đang ngồi bên cạnh của Jim. Vậy, she's sitting next to Jim. Okay. Câu 5. We are studying Saigon University. Chúng tôi đang học ở trường Đại học Sài Gòn. Vậy, we are studying at Saigon University. Đúng rồi, ở trước các trường thì mình luôn có dùng với giới từ at. Đúng không ạ? Ví dụ at school, at Saigon University. Câu 6.
There are 40 students. Có 40 học sinh ở trong lớp. There are 40 students in the class. Câu 7. My pen is the books and the computer. Cái bút của tôi thì ở giữa những cuốn sách và chiếc máy tính. Vậy thì chúng ta sẽ có giới từ ở giữa là between and. Câu 8. I saw a mouse. Tôi nhìn thấy một con chuột ở đâu đó ở cái ghế. Ở đằng sau cái ghế, đúng không ạ? I saw a mouse behind the chair. Câu 9. My house is. Chúng ta có to. Có to thì sẽ dùng với giới từ close to, đúng không ạ? My house is close to the hospital. Và câu 10. We come from Vietnam. Chúng tôi đến từ Việt Nam. We come from Vietnam. Đó, vậy bạn nào còn câu nào ta chưa hiểu thì các bạn sẽ chữa lại bài và giúp cô nhé. Đúng không ạ? Sau đó thì chữa xong rồi thì các bạn sẽ đợi một chút và chúng ta sẽ cùng chuyển qua phần giao bài tập về nhà. Rồi. Thì mình sẽ đến với phần bài tập về nhà của bài học ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ chữa bài với giới từ in, một giới từ rất quen thuộc. Để về nhà các bạn sẽ chuẩn bị bài trước để ngày mai chúng ta chữa bài nhé.